vô đây luôn, mở luôn. Chị có ở xịn không chị, sao lại muộn quá? Ừ, em qua đi. Ok. Bác sĩ về làm túi này lại có ca. Hồi thì không ai, hồi thì quá trời. Hồi thì ngồi không xí mạ rồi.
mấy giờ bay thì không biết. Cái 15 giờ chưa ra. Sẽ ăn cái phê gì? Alo. Có, có em, có em. Em qua đi. Dạ, tôi có sự cảm chị. Ok, ok. Bị la lăng là sợ đưa hôm trước là ra vừa chân cái chi ba ngày các chị. Nhìn là biết có hay không à. Cứ mai qua kiểm tra cho chắc. Buổi chiều cũng được. Buổi chiều đi. Vì chiều là để ổn định đó. Qua là vừa. Có dịch hay không là mai là biết được luôn đó. Đang xem rồi em trai. Đau rồi. Thở rồi.